Xin chào cả nhà nha. Thì bây giờ mình sẽ quay cái dáng mũi ngang chuẩn bị tháo nẹp cho cả nhà xem. Thì mũi hôm nay là được 10 ngày rồi nha cả nhà. Đây, khách đến là tháo nẹp nha. Thì mọi người chờ đón xem cái dáng mũi sau khi mà mở ra nha. Rất là đẹp luôn. Thì mũi là hôm nay là hết sưng rồi nha cả nhà. Mũi đúng 10 ngày đến tháo nẹp, rất là đẹp luôn. Thì mũi mình là mũi mới, mới sửa lại. Mũi mới ha. Hóng quá, ok Đặng thì Linda nha. Thì bây giờ đã mở nẹp ra rồi nha em. Thì khách rất là đẹp luôn. Thì cả nhà ơi, cả nhà có thể thấy là cái dáng mũi rất là xinh. Sau 10 ngày, gom gọn lại, rất là đẹp luôn. Đẹp quá đi bác ơi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Mũi chị này là mũi mới, mũi sửa lại vậy bác. Mũi em là mũi mới, mũi sửa lại vậy em. Mũi mới ha. Thì bé khách hàng này là mũi mới nha cả nhà. Dáng cấu trúc cao, tay hài hòa với khuôn mặt nha. Mũi này thì bao nhiêu tiền vậy ạ? À? Mũi này là mũi mới thì giá là 35 triệu đúng không em? Em làm mũi cấu trúc sụn sụn đức đúng không? Giá là 30 triệu đồng. Thì cả nhà ơi, thì sở dĩ là chị khách hàng làm sụn đức với giá là 30 triệu đồng là tại vì là chị này làm cái chương trình khuyến mãi sụn đức. Thì sụn loại sụn đức này tốt tương đương với là sụn Mỹ nha cả nhà. Đó, thì do là nhà hãng sụn vừa mới ra mắt cho nên là giảm giá, chứ là chất lượng thì ngang sụn Mỹ nha. Cho nên là cả nhà ưu tiên, cả nhà là một người khách hàng thông thái thì cả nhà cũng nên chọn cái loại sụn đức này để mà sửa nha. Đó, đẹp lắm ạ. Thay mặt chị khách hàng này cảm ơn em rất là nhiều nha em. Mũi này thì bao nhiêu ngày ạ? Mũi này là hôm nay là 10 ngày nha em. 10 ngày là đến tháo nẹp nha. Thích quá nhưng chưa tự tin để làm. Rồi, bác sĩ hẹn gặp băng băng nha. Khi nào đủ tự tin thì hãy đến trung tâm thẩm viện bác nha. Đó, thì em còn ngại đau hay là sợ gì vậy băng băng? Cho anh hỏi là luôn là trong quá trình làm có đau nhất hay khó chịu gì không em? Làm thì không có biết ha. Chị tốt về coi. Hạ cái còn xuống đúng rồi. Mắt nhìn lên ha. Đây, mắt nhìn lên đây. Đúng rồi. Cái dáng mũi rất là đẹp luôn. Đây góc khác cho cả nhà xem. Đây, cái dáng mũi sau 10 ngày rất là đẹp. Dáng này là dáng cao. Tay có độ lượng nhẹ tại mắt, đầu mũi được đẩy dài lên rất là xinh luôn. Đẹp lắm ạ. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Đây là cái dáng mũi thẳng cho cả nhà xem nha. Quay cận cảnh dáng mũi thôi nha. Đây, sống rất là thẳng luôn. Đầu mũi được đẩy dài lên rất là xinh. Này, gương đâu ta? Thấy mũi nó gương kìa. Cho khách coi. Rồi, thì sau đây mình sẽ cho khách hàng xem gương ha. Xem gương nè, gọn hơn bữa không? Đi làm được rồi. Bộ em trước đây sao mình quyết định sửa? Nó hơi ngắn chút xíu. Hơi ngắn. Với lại sống không được cao lắm. Sống sao? Sống không được cao lắm. Cao có gãy cái phần mắt đúng không? Không, không có bị gãy. Nhưng mà nó không được cao. Có sống đúng không? Sau khi mà nâng lên nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Cái dáng mũi có thể thấy là rất là đẹp. Xinh quá, Hoàng Quế Chi ơi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Thay mặt chị này là cảm ơn em rất là nhiều. Em theo dõi Facebook bác sĩ Khải được bao lâu rồi quyết định làm đẹp em? Mấy tháng. Mấy tháng rồi ha, có bạn bè gì làm chưa? Không, chị theo dõi Facebook nên đi làm thôi. Theo dõi Facebook bác sĩ Khải đi làm ha, thường xuyên xem livestream của anh không? Cũng coi. Coi mấy cái quyết định đi làm đẹp đúng không? Nhiều người làm đẹp. Đúng rồi, thì khi mà cả nhà đi làm đẹp với cả nhà xem cái livestream là những cái thực tế nhất. Đó, thì cả nhà xem vào đó thì cả nhà có động lực làm. Thì bên trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải thì ngày nào cũng quay livestream thực tế cho cả nhà xem ha cả nhà. Thì nãy giờ xem gương em hài lòng không? Khác nhiều không? Nhiều đúng không? Rồi thì mình sẽ kết thúc cái livestream tại đây cho bé khách hàng đi về làm nha cả nhà. Bé này bận một chút xíu. Thì cả nhà có câu hỏi nào thắc mắc cứ comment vào đây. Và nhớ là chia sẻ livestream để nhận nhiều chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá bên trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải. Và nhớ là inbox vào trang Facebook
là bác sĩ Đỗ Quang Khải và fanpage là bác sĩ Khải để được tư vấn và đặt lịch cùng với bác sĩ Khải nha cả nhà. Đồng thời chúng ta sẽ nhận được nhiều suất ưu đãi giảm giá cực kỳ khuyến mãi luôn nha. Xin chào và cảm ơn em nha.